đài CNN ngày 8 tháng 10 cho biết, FBI mới đây đã bắt giữ Nazi Ahmad Tohidi, 27 tuổi, tại bang Oklahoma sau khi đối tượng này mua hai khẩu súng trường AK-47 từ một đặc vụ cải trang. Cơ quan chức năng cho rằng Tohidi có liên quan tới nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và đang thông đồng với tổ chức này để lên kế hoạch khủng bố tại Mỹ. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, nghi phạm bị cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố vào ngày bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. Tohidi là người gốc Afghanistan, sinh sống tại Mỹ từ năm 2021 thông qua thị thực nhập cư đặc biệt. Giám đốc FBI Christopher Gray cho biết trong một tuyên bố vào ngày 8 tháng 10 rằng bị cáo bị ảnh hưởng từ IS và đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện một cuộc tấn công bạo lực vào ngày bầu cử, ngay tại đất nước của chúng ta. Tàu Hedy bắt đầu liên lạc với tài khoản tuyển mộ của IS trên mạng xã hội Telegram vào tháng 8. Các đặc vụ FBI thu thập được tin nhắn, chứng tỏ Tàu Hedy và chủ tài khoản này đã trao đổi về cách sử dụng súng. Touheedi còn yêu cầu thành viên IS tìm người dẫn dắt gia đình mình trong tương lai. Trả lời thẩm vấn của FBI, Touheedi thừa nhận đã lên kế hoạch bán tài sản tại Mỹ, sau đó đưa vợ con trở về Afghanistan. Nghi phạm khai đã lên kế hoạch tấn công bạo lực nhắm vào những nơi tập trung đông người. Cả Touheedi và đồng phạm đều có ý định tử vi đạo. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland khẳng định chính phủ kiên quyết đối phó mối đe dọa từ IS và những cá nhân ủng hộ tổ chức này đảm bảo an ninh quốc gia cuối tháng trước tổng thống nga vladimir putin đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ mới với các nước phương tây ông cho biết bất kỳ cuộc tấn công thông thường nào của một quốc gia vào nga với sự hỗ trợ của một cường quốc hạt nhân sẽ được coi là một cuộc tấn công liên minh vào liên bang nga đây được coi là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của điện kremlin trước các cuộc thảo luận ở mỹ và anh về việc có nên cho phép ukraine dùng tên lửa của phương tây tấn công vào lãnh thổ nga hay không nhắc lại vấn đề này ngoại trưởng sergei lavrov mới đây cho biết chúng tôi đã ngừng theo dõi chủ đề này kể từ khi Tổng thống Putin tuyên bố chúng tôi sẽ làm gì, chúng tôi sẽ rút ra kết luận gì nếu phương Tây đưa ra quyết định như vậy, cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công sâu vào Nga. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, ngay sau khi quyết định này được đưa ra, những biện pháp đáp trả mà Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập sẽ có hiệu lực. Ông Lavrov nhấn mạnh, nga đang theo dõi chặt chẽ những thay đổi đang diễn ra trong chiến lược quân sự của phương tây và thực hiện các bước nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm tàng ông cũng lưu ý bất kỳ bước đi nào liên quan đến việc cung cấp hệ thống vũ khí tầm xa sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng và nga đã chuẩn bị sẵn phản ứng thích hợp tuy nhiên ông không nêu rõ liệu moscow có thể đáp trả như thế nào trước đó tổng thống putin cũng cảnh báo nga có thể trang bị cho đối thủ của phương tây những loại vũ khí tương tự để đáp trả theo các nhà phân tích, Nga có nhiều lựa chọn phản ứng để đáp trả nếu Mỹ và phương Tây cởi trói cho Ukraine cho phép Kiev tấn công sâu vào Nga. Ông Ulrich Kuen, một chuyên gia về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh ở Hamburg, Đức, cho biết ông không loại trừ khả năng Nga sẽ gửi đi một loại thông điệp hạt nhân nào đó như thử hạt nhân nhằm gian đe phương Tây. Ông Gerhard Mangot, một chuyên gia an ninh tại Đại học Innsbruck ở Áo cũng cho rằng Nga sẽ gửi đi thông điệp hạt nhân, song kịch bản này khó xảy ra. Ông Mangot nhận định Nga có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân. Họ đã thực hiện mọi sự chuẩn bị cần thiết. Họ có khả năng cho nổ một vũ khí hạt nhân chiến thuật ở đâu đó phía đông đất nước, chỉ để chứng minh họ hoàn toàn có khả năng dùng đến phương án hạt nhân nếu cần. Theo ông Quyền, ngoài việc sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc tấn công vào các hạ tầng, tài sản quân sự của Mỹ, Anh ở nước ngoài, Nga sẽ tấn công các máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Anh ở gần Nga như trên biển đen hay bắn tên lửa vào các máy bay chiến đấu F-16 mang tên lửa Storm Shadow tại các căn cứ ở Romania và Ba Lan. Chuyên gia Mangot cũng dự đoán Ukraine sẽ phải hứng chịu các đòn đáp trả quân sự của Nga nếu được phương Tây cởi trói về vũ khí tầm xa. Tuy nhiên, ông cho rằng Nga sẽ không tấn công lãnh thổ NATO. Ngoài ra, một phương án mà Nga có thể tính đến là đáp trả ngoại giao như đóng cửa đại sứ quán phương Tây tại Nga và ngược lại. Cơ quan tình báo quốc phòng Anh cho biết rằng tháng 9 vừa qua là tháng chết chóc nhất đối với quân đội Nga kể từ khi bắt đầu xung đột ở Ukraine. Tờ Telegraph của Anh đưa tin, theo cơ quan tình báo quốc phòng Anh, tỷ lệ thương vong trung bình của quân đội Nga đã tăng lên 1.271 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương nặng mỗi ngày. Tỷ lệ thương vong tăng kể từ tháng 5 năm 2024 gần như chắc chắn là do việc mở rộng khu vực xung đột, bao gồm cả các hoạt động quân sự ở Kharkov và Kursk và cường độ tăng lên dọc theo tiền tuyến. Tháng 9 năm 2024 cũng là tháng thứ năm liên tiếp mà thương vong của Nga ở mức hơn 1.000 binh sĩ mỗi ngày. Các nhà phân tích cho biết tỷ lệ thương vong cao có liên quan đến chiến thuật bộ binh hàng loạt của Nga thường là các cuộc tấn công theo chiến thuật biển người khi một số lượng lớn binh sĩ được điều động để tấn công các vị trí phòng thủ của Ukraine. Một cựu tùy viên quân sự Anh dự đoán rằng Nga sẽ tiếp tục tiến về phía trước, thăm dò điểm yếu. Theo người này, tình hình thật ảm đạm. Phương Tây và Ukraine không thể mong đợi Nga sẽ tạm dừng tấn công trong mùa đông. Cơ quan tình báo quốc phòng Anh cũng nói rằng Nga hiện đã mất gần 650.000 binh sĩ kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Thường vong trung bình từ 172 đến 559 người một ngày vào năm 2022 – sau đó đạt đỉnh 967 người một ngày vào năm 2023. Do đó, lực lượng Nga rất có thể sẽ tiếp tục cố gắng kéo giãn lực lượng Ukraine bằng cách sử dụng số lượng đông đảo để áp đảo các vị trí phòng thủ. Theo Telegraph, trong 14 tháng qua, Nga đã đạt được những bước tiến ổn định ở miền đông Ukraine nhưng phải trả giá đắt. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong hơn 2 năm rưỡi sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine, Điện Kremlin đã đưa ra một kế hoạch khả thi để chấm dứt đổ máu và cải tổ kiến trúc an ninh của châu Âu. Ông nói, Nga cởi mở với một giải pháp chính trị ngoại giao nhằm loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng, đồng thời nhấn mạnh Nga nên hướng đến mục tiêu chấm dứt xung đột thay vì đạt được lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, Washington và các đồng minh NATO cung cấp hỗ trợ chính trị, quân sự và tài chính cho Kiev để cuộc xung đột tiếp tục. Họ đang thảo luận về việc cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đùa với lửa theo cách này có thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm. Ông cáo buộc NATO đã gieo rắc mầm mống xung đột cách đây một thập kỷ và tiếp tục thổi bùng ngọn lửa ấy. Ngoại trưởng Lavrov nhận định Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nguy hiểm nếu tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine thay vì ủng hộ giải pháp Nga đề xuất mà theo đó moscow sẽ kiểm soát một số vùng lãnh thổ tuy nhiên đến nay kiev cương quyết không nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình thay vào đó kiev và đồng minh yêu cầu nga rút quân vô điều kiện trong khi moscow cho biết xung đột gia tăng sẽ đưa phương tây tiến gần đến cuộc giao tranh trực tiếp với nga quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới cầu Crimea vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ukraine trong các cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây vào bán đảo này. Đây là tuyên bố của người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài SVR của Nga, ông Sergei Naryshkin. Theo đài RT, tại cuộc họp của những người đứng đầu các cơ quan an ninh CIS, cộng đồng các quốc gia độc lập ở thành phố Astana, Kazakhstan, ông Naryshkin lưu ý rằng cầu Crimea có khả năng sẽ trở thành mục tiêu của các tên lửa Storm Shadow do anh cung cấp cho Ukraine. Ông nariskin cũng chỉ ra rằng Ukraine đã sử dụng các hệ thống vũ khí khác do phương Tây cung cấp để tấn công bán đảo Crimea, chẳng hạn vụ tấn công bằng tên lửa Atak MS do Mỹ sản xuất vào một bãi biển ở Sevastopol hồi tháng 6 năm nay. Tiếp đến, ông Naryshkin nhắc lại việc Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns trước đây đã nói với Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ rằng viện trợ quân sự của Washington cho Ukraine nhằm giúp Kiev gây thiệt hại hữu hình cho Nga, bao gồm các cuộc tấn công xuyên thủng Crimea. Cầu Kerch hay cầu Krum dài 19 km được xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018 sau khi Nga sắp nhập bán đảo Krum. Đây là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất nối bán đảo Krum với đất liền Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm, cây cầu trở thành tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Moscow ở mặt trận phía Nam. Đây cũng là lý do khiến cầu Krum nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Moscow cây cầu đã bị hư hại nặng nề do các cuộc tập kích của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023, khiến Nga phải thực hiện các bước để bảo vệ công trình này chặt chẽ hơn. Vừa qua, quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công một kho cảng dầu ở Feodosia do Nga chiếm đóng ở bán đảo Crimea. Theo đài BBC, các quan chức do Nga bổ nhiệm tại Crimea chưa xác nhận cuộc tấn công nhưng xác nhận có hỏa hoạn tại cơ sở dầu mỏ ở Feodosia và không có thương vong ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng của nga trong những tháng gần đây nhằm làm giảm nguồn thu mà moscow sử dụng để tài trợ cho chiến dịch quân sự tại ukraine ukraine khẳng định các cuộc tấn công là hành động trả đũa công bằng cho các cuộc tấn công của nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine khiến hàng triệu người sống trong bóng tối